Bên cạnh những chương trình ca nhạc, những bộ phim thì bây giờ chúng tôi muốn mời các bạn sẽ cùng đến với một không gian mới, một ngôi nhà bí ẩn trên phố Khâm Thiên của thủ đô Hà Nội. Nếu như bạn có một chút máu trinh thám này cùng với một cái đầu lạnh rồi là thần kinh thép nữa, chắc chắn thử thách này là dành cho bạn. Một ngôi nhà bí ẩn trên phố Khâm Thiên, nơi cả gia đình có 3 người bị mất tích không rõ lý do. Nhiều nhóm bạn trẻ đã đến đây khám phá nhưng chưa thể tìm ra lời giải đáp. Nghe có vẻ rùng rợn, nhưng đây thực chất là một trò chơi trải nghiệm mang tên QX. Trong trò chơi này, người chơi không chỉ sử dụng thể lực, trí tuệ mà còn cả thần kinh thép của mình để tìm ra đáp án cho câu hỏi cuối cùng: tại sao cả gia đình chủ nhà mất tích? Hãy cùng Lăng Kính V6 theo chân một nhóm trinh thám trẻ tuổi. Mọi người nên nhớ là hôm nay mọi người sẽ là trong đội điều tra và mọi người sẽ đi điều tra lại vụ án này. À, đánh dấu ngay. À, không phải như thế. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay một thông tin đang gây xôn xao dư luận cả nước. Bắt đầu thì chúng là không có điều gì cả. Lúc bước vào thì bạn của tôi và chúng tôi rất là hồn nhiên. Alo, có ai ở nhà không, hay làm những cái trò đùa, hay là những cái câu nói đùa. Nhưng mà dần dần khi mà các chi tiết dần được hé lộ, hay các âm thanh, hay là một số những cái gây tôi bất ngờ và giật mình, thì tôi dường như là gần như là bị đưa vào câu chuyện. Rồi một cách bắt về. Đấy, cháu sổ ạ. Những người làm ra cái phòng này có một sự nghiêm túc nhất định. Họ nghiêm túc, họ thực sự đầu tư mà họ làm là làm tới, chứ không phải là làm theo kiểu là nửa vời. Bằng kim loại, bằng xanh, bằng sứ, mà trong đền bộ ấy. Các sự kiện và cách sắp xếp các sự kiện. Cái hiệu quả của ánh sáng và âm thanh nó rất là tốt. Anh chơi 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 đàn, đánh đàn đi. Cái điều mà hay nhất. Ban đầu ấy, mình hay dùng nghịch các cái trò rồi nói lung tung để nói cho bớt sợ, nhưng mà thực ra càng về sau thì không muốn sợ vẫn phải sợ. Không mở được. Điều trong nhóm đây là 79978. Với tư cách là một nhà điều tra thì phải nói là lần này chuyên án của mình đã thất bại. Nhưng mà trong bóng tối thì có một bạn bạn cầm tay mình, bạn không biết là đấy là ai để mình cảm ơn. Đứa con gái tại sao mất tích? Khi mà mới vào chúng tôi không hề có một cái định hướng nào cả. Chúng tôi vào mà không có một suy nghĩ nào trong đầu. Thế nếu mà lúc đầu mà có một chút tiết kiệm nhỏ thôi thì có lẽ rằng chúng tôi sẽ tìm thêm một vài manh mối rồi. Cảm giác sẽ happy hơn. Quả thực là một nơi đáng để chúng ta thử sức và trải nghiệm, đúng không các bạn? Và đó cũng là một trong những thông tin cuối cùng.